Cô lấy đâu? Nó đá nữa. Anh không có bố. Bà trẻ đúng không? Bà trẻ là Duy đúng không? Dạ. Rồi nói gì không? Ba bà trẻ đâu, đây là bà già. Đây là bà già. Bà nhớ sáng mà nó không có đọc bộ này. Chờ cực kỳ lâu luôn. Và 8 giờ bắt đầu làm. Thì bây giờ đang làm các tất cả là đều do sai tư thế ha, sai tư thế, ngồi sai, nằm sai và bị thiếu dinh dưỡng, cho nên thành thử ra là nó bị ảnh hưởng đến khớp xương rất là nhiều. Ngày hôm nay là đang được hỗ trợ các anh chị đang y sĩ đang hỗ trợ cho các bệnh nhân rất là nhiều, và cô Hải Vân đây ạ. Cái này hút nó đè ra rồi, cái này đè. Bên này hút đè. Đây là đây đâu? Thế lúc này đâu này là gì từ đâu mình biết đâu mà cảm thấy bao nhiêu loại của nó đâu? Đúng luôn đây chị Huệ. Ôi trời luôn. Ok. Ok, cả nhà ơi, nếu như mà mình đang có vấn đề về xương khớp á, thì mình có thể đến trung tâm của Hoàng ha. Và còn 2 ngày nữa thôi là chương trình sẽ kết thúc. Cho nên là chúng ta hãy tranh thủ tới, tại vì ngày hôm nay thì có rất là nhiều các y sĩ và lương y có mặt tại trung tâm của Hoàng để có thể hỗ trợ cho mình một cách tốt nhất. Hẹn gặp lại chúng ta vào livestream tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người.